25 năm, tức là một phần tư thế kỷ, chúng tôi mới là người gặp nhau và lại được trình diễn cùng với nhau. Có lẽ là tôi không biết rằng là tôi có phá được cái kỷ lục của anh Bảo Phúc làm đĩa cho chị Hồng Nhung không, chứ còn thật ra là tôi may mắn tôi làm cho chị rất là nhiều đĩa. Và về sau này thì tôi từ khi mà đi học rồi thì em không làm cho chị nữa, nhưng mà là thế chị vẫn rất nhiều cái đĩa hay, và em cũng rất mong là có ngày nào đó lại được tiếp tục sản xuất cho chị nữa. Vâng, thế để chị xin tâm sự luôn với khán giả là khi đến với chương trình này thì Chí đến nhà chị, bình thường thì chị đến nhà Chí đến nhà chị rất là cảm động. Thực ra để xem hai cái loa mới chứ không phải để gặp chị. Thì có thật như thế bạn. Và chị bỗng có bảo là Chí cho chị hát bài giấc mơ xa vời đi. Chí bảo thôi không cần đâu, chị cứ hát những bài kia đi, bởi vì tất cả những bài của em là Thùy Chí hát hết rồi. Thật ra là có rất nhiều người bị nhầm lẫn rằng là Music the Salon là đêm nhạc của Đức Chí, nhưng mà không phải ạ. Và cũng không phải là chương trình của tôi dẫn chương trình đâu ạ. Tại vì vốn lúc đầu là có một người dẫn chương trình, anh Minh Đức là vốn là người dẫn chương trình này. Không phải là chúng tôi không có tiền trả cho MC, nhưng mà thật ra là cứ mỗi buổi chiều khoảng chừng 3 giờ thì bài thì vẫn còn đang sửa, mà tôi vẫn phải để gặp anh để brief chương trình rằng là tối nay bài hát gì, và bài hát đó là tại sao, và câu chuyện như thế nào. Và tôi nói rằng là nếu mà tôi cứ phải mất từng đó thời gian để ngồi phải kể cho anh nghe câu chuyện đó, rồi tối lên anh kể lại mà cũng không đúng với tôi, thôi tôi kể cho anh nhanh. Và hai người trông cũng hơi giống nhau, đều là không có tóc, chỉ có điều Chí là không cao bằng một tí. Có nhiều cái thì ống hơn tôi, nhưng mà là riêng về mặt là có câu chuyện thật với lại chị Bóng thì là tôi nhiều hơn ông. Và Chí cứ nói là Chí cực kỳ may mắn, nhưng chị mới là người may mắn. Chúng ta là những người may mắn đã có Hồng Nhung, và chúng tôi cũng thấy rằng là chị Hồng Nhung cũng may mắn là có được rất nhiều đĩa hay, và tôi cũng may mắn là được góp phần sản xuất cho chị vài điều, chúng ta đều may mắn. Nhưng mà chị vẫn may nhất, chị may nhất Việt Nam. Yeah. Bởi vì 40 năm rồi chị vẫn hát bài y thế. Có điều là với bản phối vừa rồi của Đức Chí cùng với phần chơi rất tuyệt vời của dàn nhạc, đặc biệt là trong bài này là dàn dây, thì Hồng Nhung xin được quỳ lạy dàn nhạc. May mà có võ là đứng lên được. Vẫn được, đúng không? Chị vẫn tập yoga đều đúng không ạ? Chúng ta gọi là hands down đúng không ạ? Và không phải chỉ có đĩa routine trước đó, thật ra là đĩa đầu tiên mà tôi được làm vai trò sản xuất cũng lại là Chợt Nghe Em Hát, cũng là rất nhiều các cái bài trong đó, là có phải Em Mùa Thu Hà Nội, Chợt Nghe Em Hát, có Đôi Khi đúng không ạ? Và rồi đến đĩa bài hát ru, bài hát ru cho, nói chung là nhiều đó chị ạ, nhiều. Và trong tương lai còn nhiều nữa. Trong tương lai, thật ra là nói thì thôi, chúng tôi có đang thu một cái đĩa, nhưng mà đang thu nửa chừng. Thì Covid diễn ra, chúng tôi ngừng luôn từ đó tới bây giờ. Tại vì là sau đó thì chị Nhung dời sang Pháp ở rồi. Và chúng tôi rất là may mắn là trong dịp hè này chị Nhung lại có mặt ở Việt Nam, và lại mời chị đến đây cùng với chúng ta. Dịp đông nếu em mời chị hát, chị cũng có mặt ạ. Và như chị nói rằng là lần nào cũng phải hát bài hát cũ, thì lần này chúng tôi đã chọn được một bài hát mà chắc chắn là không phải là bài hát cũ, bởi vì đó là một sáng tác mới nhất của chị và cũng nằm trong single mới nhất của chị mới vừa được giới thiệu cách đây không lâu. Xin mời chị giới thiệu bài hát của mình hay hơn. Lúc này Chí đã phối khí lại để dàn nhạc chơi, tự nhiên bài hát lại có một không gian hoàn toàn mới. Và vì bài hát nó tên là Simple Beauty, có nghĩa là nó đơn giản lắm, cho nên không có gì để nói cả, hát luôn.